Em xin chào các bác. Hôm nay chủ nhật 25 tháng 10 năm 2020. Em làm cái video này để gửi đến các bác về cái tốc độ đẻ mầm đẻ măng mới của cái cây lan kiếm vị hoàng mà em đã thực hiện tách ngầm hôm 11 tháng 10 vừa rồi. Và em cũng có làm video. Thì nội dung hôm đó thì là em làm cái có hai vấn đề, một là cái cách tách ngầm lan kiếm như thế nào đó để cho nó khỏi bị sần. Vì cái hiện tượng sần lan kiếm là rất dễ xảy ra trong cái quá trình tách chiết lan kiếm, và đặc biệt là với cái phương pháp tách ngầm. Điều thứ hai là nhân cái việc mà tách ngầm ấy, thì em kết hợp là em kích cái mầm gốc của cái thân cái mẹ mà em tách riêng này ra, tách tách ngầm này ra, để cho nó nhanh ra chồi ra ra mầm ra măng mới hơn. Thì nếu như với phương pháp mà vào cái mùa nóng mà em hay dùng để tách chiết lan kiếm ấy, thì em sẽ tách chiết hết, em sẽ nhổ hết ra, em cắt cột hết rễ đi và bôi cao liền sẹo. Sau đó là ngâm cái dung dịch dưỡng cây giống như cái video lan 45 mà em đã từng chia sẻ rất là kỹ. Nhưng vì Hà Nội hay là miền Bắc nói chung thì đã bắt đầu bước vào mùa đông lạnh. Nhiệt độ trên gác nhà em vào lúc buổi đêm ấy, thì rất nhiều hôm đã xuống đến 17 độ, thậm chí còn thấp hơn nữa, và gió thì rất là cao. Nên nếu như mà tách chiết bằng phương pháp thông thường như em đang làm, là tách một cách triệt để, cắt hết ra, cắt hết rễ và ngâm dung dịch, thì cây sẽ bị yếu đi rất là nhiều. Vì vậy em đã dùng phương pháp tách ngầm, và sau khi tách ngầm em bôi cao liền sẹo, em để cho nó ráo nước, tức là em ngừng kiêng tưới trong vòng 2 ngày cho vết cắt hoàn toàn khô ráo sạch sẽ, và các cái vết cắt nó đã hoàn toàn là mình yên tâm, sẹo nó bịt kín hết rồi. Thì bây giờ em mới bắt đầu tiếp tục là phun cái dung dịch là ki duy xanh vào cái cây và cái chậu lan kiếm này. Thế và ngày hôm nay là ngày chủ nhật 25 tháng 10, tức là sau đúng 2 tuần. Video lần trước em làm là ngày 11 tháng 10 thì đến hôm nay là 25 tháng 10, để em quay video sang đây ạ. Đây các bác có thể thấy là đây cái mầm gốc đây, nó đã ra là cái mầm gốc ở đây. Thế như các bác thấy đây, cái mầm gốc đây, đồng thời nó nhí rễ luôn ở đây. Đây cái mầm gốc đây, em tin chắc đây là cái mầm thân lá chứ không phải là mầm hoa. Thế cách em làm ấy thì cái việc ra hoa là rất là khó, mà tỷ lệ ra mầm ra chồi thân lá là gần như là 100%. Đó, bác thấy cái thân cũ mà nó vẫn còn vướng một chút cái keo liền sẹo hôm trước em cắt em bôi đây này. Đấy, keo liền sẹo đây, chị Vương đây đấy. Thực ra là có 11 tháng 10, hôm nay là 25 tháng 10, là đúng 2 tuần rồi các bác nhé. Thì em nó đã ra được một cái mầm như thế này, được 1 cm, đúng không ạ? 1 cm đây rồi, nhú rễ đây rồi. Thân thì đấy các bác thấy, đấy nó đã dịch hẳn ra rồi. Em đang lay đây. Vì cái phương pháp này có ưu điểm rất là hay, nếu như các bác mà khử trùng tốt thì phương pháp này là phương pháp theo em là rất là hay. Đấy, bởi vì nó mượn lực được của những cái phần rễ còn lại của cái thân mình tách riêng này, nó không bị đứt nên là nó vẫn tiếp tục hút dinh dưỡng để lớn lên và nuôi cây. Và như vậy thì cái mầm nó sẽ rất là khỏe. Đấy, bởi vì đặc biệt là trong cái mùa đông lạnh này. Đấy, thì mình cần tận dụng cái lực của cây một cách tối đa. Còn nếu như là vào mùa nóng thì em vẫn tiếp tục là dùng phương pháp cũ mà em đang làm, em thấy rất hiệu quả. Như video lan 45 em đã giới thiệu. Đấy, thì đôi dòng cái báo cáo đến các bác để các bác thấy được là cái hiệu quả của cái phương pháp tách ngầm này, nó rất là giúp cho cây hồi phục rất là nhanh, ngay cả vào trong cái mùa lạnh ở miền Bắc. Thế và nó đã ra được cái mầm cũng rất là nhanh. Điểm qua một chút về tình hình phát triển các cây lan kiếm ở trên cái ban công nhà em. Thì xa kia là cái chậu kiếm Phan Chí, chỉ 6 thân lớn, 2-3 măng và một cái mầm. Trong cùng là một cây lan kiếm xanh Huế. Đây cũng là một cây kiếm xanh Huế, cũng đang lên lá rất là đẹp. Đây là chậu kiếm Phan Chí 4 thân. Bây giờ 4 thân đã gần như hoàn thiện rồi. Còn
Em thì đang trông chờ rất nhiều, hy vọng rất nhiều vào cái cây lan kiềm xanh Huế này. Liệu nó có lập lại cái kỳ tích mà em đã làm đối với cái kiềm xanh Huế từ 2 lên 6 cm không? Bởi vì thực tế thì cây này nó có tiềm năng hơn rất là nhiều. Là bản thân cái lá này em đã luyện lên được gần 4 rồi, gần gần suýt soát 4 cm rồi. Đó, nhưng chỉ có một điều là nó là tách riêng một thân một, chứ nó không có cái sự ấm bụi, không có được mượn lực của các cái phần gốc rễ cũ và thân cũ. Đấy, thì nó ra được hai cái, một cái măng đây, chuẩn bị coi thành măng đây, với một cái mầm ở đây. Thế và như bác thể thấy, bác có nhìn vào gắn lá có thể thấy là mặc dù giữa mùa đông lạnh đây, không hẳn là mùa đông đâu, nhưng mà năm nay một cái lạnh nó về sớm thì nhiệt độ hạ xuống khá là thấp, mà em ngước lên đây để các bác thấy là trời rất âm u, đúng không ạ? Quang chu kỳ chắc chắn là sẽ kém đi rất nhiều, trời rất âm u, ánh sáng này gần như không có mấy, thỉnh thoảng le lói lắm độ cả tuần may ra được một tí nắng, cái còn lại cái âm u này. Nhưng mà vì em cũng có chiếu thêm đèn bổ sung ở trên này, đây các bác có thể chiếu đèn bổ sung ở đây, và cộng với chế độ chăm bón phù hợp nên các bác có thể thấy là cái tốc độ sinh trưởng của cây lan kiềm xanh Huế này vẫn rất là tốt. Đây nhìn những cái ngấn này là cứ mỗi một ngày nó lên được khoảng độ gần 5 ly, gần nửa cm. Thì với cái măng như thế này thì em tin rằng là nó sẽ lên 6 cm thôi, chứ không có gì là quá khó khăn cả. Đặc biệt là khi với một cái thân mẹ có nhiều lá, có bẹ tốt như thế này. Đó. Còn quay lại cái kiếm vị hoàng này thì cái măng bên này cũng lớn rất là nhanh. Ngoài ra nó còn cái mầm ở bên này nữa. Góc máy này là không tới để mầm bên này. Trên này thì em mới sưu tầm thêm được một cây lan đột biến là cây hồng Gia Lai các bạn. Đây là cây lan phi điệp hồng Gia Lai. Đây là một cái mặt hoa mà em đặc biệt yêu thích. Nó có cái màu hồng phải nói là rất ấn tượng, và nó không trộn lẫn với bất kỳ cây hồng nào khác. Nó khác hoàn toàn với hồng Yên Thủy hay là hồng Mỹ Nhân, hồng Á Hậu, khác hoàn toàn. Đây là một chậu năm cánh trăng Phú Thọ. Cây này thì em mua cũng khá là lâu rồi, nhưng mà gửi lại ở tại vườn, gửi lại tầm khoảng 2 tuần. Sau đó thì em đem về đây được 2 tuần rồi. Thế thì cũng có được mấy cái kia ở đây, thì cũng đang chuẩn bị tách. Đây đang có 1, 2, 3, 4. 4 cái kia cũng 4 kia 5 cánh trăng Phú Thọ cũng ra rễ rồi. Còn khi dưới nó bé quá thì chưa ra, thì em đang chuẩn bị tách mấy cái kia này để ra cái chậu mới. Thế nhân đây cũng khoe một chút các bác về cái xử lý của em trong cái quá trình vừa rồi, và các cái tác dụng, một phần là phân thuốc này, một phần là thắp đèn này. Để em quay lại đây cái góc này, đây cái mầm ngón tay em đang chỉ vào này, đây là cái này nó đã cắt ngọn rồi, đã tuột hết lá rồi. Thế nhưng mà mình tác động vào thì nó lại ra cái lá mới đây, để em dí sát vào đây, nó lại ra lá mới, các bác thấy không? Đấy, nó đi ngọn tiếp này. Thế còn những cây này thì đấy, đang ngọn, đang đi như thế này thì vẫn khá là ổn. Đây cũng cây năm cánh trắng Phú Thọ nữa. Lá vẫn đang đi, chưa được mạnh lắm. Thì đây là kỳ năm nhất thì lực cây không được khỏe lắm. Thì em không hy vọng nó đi nhiều. Như thế này đi thêm vài sen là cùng nữa là chắc là sẽ dừng. Còn đây là cây lan kiềm Phan Chí Giống mà em đã từng quay vài lần. Cây này em rất là kỳ vọng, bởi vì đấy như các bác phải thấy là cái măng bên này lá bắt đầu nó bắt đầu trải ra đấy này. Mình nhìn thấy trước tương lai, đây mới là lá bẹ thôi chứ chưa phải là thật. Thì nhìn thấy trước tương lai là nó sẽ đạt ít nhất là phải 4, nếu không nếu mà lượng tốt có thể là 5-6 được. Trong khi cây mẹ, lá cây mẹ nó chỉ có hơn 2 thôi. Đây, hơn 2 một chút thôi. Còn cái bà nó thì được có 1,7, đấy lá của cái củ bà, cái Phan Chí Giống này, có 1,5-1,7 cm thôi. Thì được hai cái thân con này cũng khoảng hơn 2 một chút. Và bây giờ mỗi thân con nó lại ra thêm được hai cái măng, đây các bác thấy không? Hai cái măng. Măng này lá nó như này là nhìn thấy rất là tiềm năng. Lá bẹ thôi mà như thế này thì cái lá thật nó sẽ còn to nữa. Ở ngoài cùng đây thì là một chậu Phan Chí nữa. Đấy, thì em cũng kết hợp mà phun kích mầm cùng với cây lan vị vàng vừa rồi. Đấy, nhưng mà cái cây này thì thực ra là em kích nó cũng hơi sớm một chút thôi. Thì lực cây nó chưa phải là khỏe lắm nên là đến giờ thì cũng chưa thấy.
Điều thứ nhất, điều thứ hai là phan chí như em đã từng trao đổi rồi, nó rất là lì cây, chứ nó không nhạy như là cái anh xanh Huế hay là vị hoàng, mà em sẽ phải chỉ phải chờ đến khi nào mà cái cây nó ấm bụi ấm chậu rồi, nó lực cây nó mạnh rồi, thì lúc bấy giờ nó sẽ lại lên rất là mạnh, giống như là cái chậu phan chí ở trong này. Khi mà có lực rồi thì nó đẻ cái nó khủng khiếp, đẻ không kém gì xanh Huế mà nó lớn cũng không kém gì xanh Huế luôn. Đấy, chốt lại ngày hôm nay còn mấy vấn đề như vậy. Một cái chủ đề lớn nhất này cho muốn trao đổi chia sẻ đấy là cái tác dụng của cái việc cách ngầm lan kiếm và kết hợp với cái việc mà kích kỳ để cho nó ra là kỳ mới một cách nhanh chóng nhất và một cách khỏe mạnh nhất. Thì sau đúng 2 tuần, các bác thấy không, sau đúng 2 tuần thì cây đã có một cái mầm mới là nhìn rất là khỏe. Đó. Còn lại thì tổng quan chung thì các cây trong vườn thì cũng đang phát triển rất là tốt, rất là xanh tốt, mặc dù là giữa cái tiết trời âm u của miền Bắc như thế này và rất lạnh về đêm như thế này, nhưng mà cây vẫn lên rất là ổn định, đều đặn, tốc độ sinh trưởng cũng gần bằng so với mùa nóng. Em xin phép dừng video này tại đây. Xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi video của em cũng như kênh Nhật ký Trồng Lan. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào.